Quý khán thính giả đang đến với chương trình tin tức tổng hợp buổi trưa của đài IBC được phát hình trên các băng tần 57.19 tại miền Nam, 16.12 tại miền Bắc California, trên Galaxy 19 và trên mạng điện toán toàn cầu IBCTV.us. Đặc biệt băng tần mới tại Houston, Texas rất mong quý vị đón xem qua băng tần 27.7. Số ngụ viên Linh Trịnh và Thuyết Nha xin trân trọng kính chào. Và như thường lệ, trước khi đi vào phần bản tin chi tiết, xin mời quý vị cùng đến với phần điểm tin. G7 cam kết an ninh lâu dài cho Ukraine. Ông Zelensky gặp các nhà lãnh đạo NATO sau khi bị từ chối mốc thời gian kết nạp. Hoa Kỳ kêu gọi Trung Quốc ngừng quấy rối tàu thuyền ở Biển Đông. Trung Quốc phóng thành công tên lửa metan lỏng đầu tiên trên thế giới. Ông Pita đang đối mặt với hai vụ kiện ngay trước ngày bỏ phiếu để chọn Thủ tướng Thái Lan. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với bản tin chi tiết đầu tiên qua phần trình bày của sứ ngôn viên Tuyết Nha. Thưa quý vị, tin từ Âu Châu, G7 cam kết an ninh lâu dài cho Ukraine. Các nước thành viên G7 ngày 12 tháng 7 vừa qua công bố về một thỏa thuận quốc tế cho an ninh lâu dài cho Ukraine, tăng cường khả năng phòng thủ của nước này trước sự xâm lăng của Nga, ngăn chặn Moscow gây hấn trong tương lai. Tổng thống Ukraine Zelensky đã gặp những nhà lãnh đạo NATO trong hội nghị thượng đỉnh của Liên minh phương Tây với 31 thành viên, một ngày sau khi họ tuyên bố rằng tương lai của Ukraine nằm trong NATO, nhưng từ chối lời kêu gọi của ông về thời gian trở thành thành viên chính thức. Dù không thể gia nhập NATO trong khi cuộc chiến với Nga tiếp diễn, theo điều 5 của NATO quy định, một cuộc tấn công nhắm vào thành viên là cuộc tấn công vào tất cả có thể đẩy NATO vào cuộc chiến với Nga. Tuy nhiên, Ukraine đã gặt hái được phần thưởng dưới hình thức cam kết an ninh hiện tại và lâu dài mà nước này đã từng vận động. NATO kiên quyết không cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine với tư cách tổ chức để tránh xung đột trực tiếp với Nga. Các nước Anh, Pháp, Đức, Hoa Kỳ cũng đàm phán với Kiev trong nhiều tuần về một văn bản đa phương, tạo ra một khuôn khổ quốc tế rộng lớn gồm những yếu tố trong đó có thiết bị quân sự tiên tiến như là chiến đấu cơ hay là đào tạo, chia sẻ thông tin tình báo và phòng thủ mạng. Ông Zelensky gặp các nhà lãnh đạo NATO sau khi bị từ chối mốc thời gian kết nạp. Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky gặp các nhà lãnh đạo NATO hôm ngày 12 tháng 7 sau khi họ tuyên bố tương lai của đất nước ông sẽ là thành viên của liên minh nhưng từ chối lời kêu gọi của ông về mốc thời gian kết nạp, theo hãng thông tấn Reuters đưa tin. Ông Zelensky sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh NATO vào ngày thứ hai. Xin lỗi quý vị là ngày thứ hai tại Vilnius với phiên khai mạc hội đồng NATO-Ukraine. Một hội đồng được thành lập để nâng cấp quan hệ giữa Kyiv và Liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương gồm 31 thành viên. Ông cũng sẽ gặp riêng Tổng thống Hoa Kỳ là ông Joe Biden để tìm kiếm thêm vũ khí và đạn dược từ Hoa Kỳ và các quốc gia NATO giúp cho nước ông chống lại quân Nga xâm lược. Theo các quan chức, Hoa Kỳ, Anh, Pháp và Đức dự kiến sẽ đảm bảo hỗ trợ an ninh cho Kyiv lâu dài dưới hình thức cung cấp vũ khí tiên tiến, đào tạo và các viện trợ quân sự khác, có thể ngay sau khi hội nghị thượng đỉnh kết thúc. Các quốc gia khác sau đó sẽ tham gia khuôn khổ này với cam kết song phương của riêng họ, các quan chức đã cho biết. Tại một cuộc vận động ở Vilnius hôm ngày 11 tháng 7, ông Zelensky bày tỏ sự thất vọng rằng NATO đã không đưa ra mốc thời gian để kết nạp Ukraine, một triển vọng mà trước đó ông đã gọi là vô lý. Hoa Kỳ kêu gọi Trung Quốc ngừng quấy rối tàu thuyền tại Biển Đông. Hoa Kỳ kêu gọi Trung Quốc hãy chấm dứt hành vi quấy rối thường xuyên đối với những tàu thuyền các quốc gia khác có tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông, tái khẳng định sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với phán quyết trọng tài 2016 mà Trung Quốc cho biết họ không hề công nhận. Phán quyết do trọng tài thường trực ở The Hague đưa ra 7 năm trước kết luận rằng tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với gần như toàn bộ Biển Đông, nơi mà hàng hóa vận chuyển bằng đường biển trị giá 3.000 tỷ Mỹ Kim lưu thông hàng năm là vô căn cứ. Trong tuyên bố trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Matthew Miller đã nói phán quyết này là cuối cùng và ràng buộc về mặt pháp lý đối với Philippines và Trung Quốc, kêu gọi Bắc Kinh tuân thủ yêu sách hàng hải của mình theo luật pháp quốc tế.
Ông kêu gọi Bắc Kinh phải chấm dứt hành vi cản trở chủ quyền của các quốc gia trong việc thăm dò, khai thác, bảo tồn, quản lý tài nguyên thiên nhiên, chấm dứt sự can thiệp của họ đối với quyền tự do hàng hải và hàng không của các quốc gia đang hoạt động hợp pháp trong khu vực. Trung Quốc phóng thành công tên lửa metan lỏng đầu tiên trên thế giới. Một công ty tư nhân của Trung Quốc hôm ngày 12 tháng 7 phóng lên quỹ đạo tên lửa nhiên liệu oxy và metan lỏng đầu tiên trên thế giới, vượt qua các đối thủ Hoa Kỳ trong cuộc đua công nghệ mới để phóng phi thuyền vào không gian trong tương lai, theo hãng thông tấn Reuters đã đưa tin. Truyền thông nhà nước đưa tin tên lửa mang Zhuhai 2, được gọi là Chu Tước 2, đã được phóng đi vào lúc 9 giờ sáng từ trung tâm phóng vệ tinh tự quyền ở Tây Bắc Trung Quốc và hoàn thành chuyến bay theo đúng kế hoạch. Đây là nỗ lực thứ hai của công ty Land Space có trụ sở tại Bắc Kinh, một trong những công ty đầu tiên trong lĩnh vực phóng tên lửa thương mại của Trung Quốc. Lần phóng thử nghiệm tên lửa Chu Tước 2 đầu tiên vào tháng 12 đã thất bại. Vụ phóng ngày hôm 12 tháng 7 đã đưa Trung Quốc vượt qua các đối thủ Hoa Kỳ, bao gồm SpaceX của ông Elon Musk và Blue Origin của ông Jeff Bezos, trong cuộc đua phóng các tên lửa bằng nhiên liệu metan lỏng, được coi là ít gây ô nhiễm hơn, an toàn hơn, rẻ hơn và là động cơ đẩy phù hợp trong tên lửa có thể tái sử dụng. Land Space cũng trở thành công ty tư nhân thứ hai của Trung Quốc phóng tên lửa nhiên liệu lỏng. Tin từ Thái Lan, ông Pita đang đối mặt với hai vụ kiện ngay trước ngày bỏ phiếu thủ tướng. Ông Pita Limcharoenrat, người đang hy vọng trở thành thủ tướng Thái Lan, đang đối mặt với trở ngại lớn khi hai đơn kiện riêng biệt chống lại ông được tòa thụ lý ngày 12 tháng 7, đe dọa phá hỏng nỗ lực tranh quyền lãnh đạo đất nước của ông trước thềm cuộc bỏ phiếu quan trọng chọn ra thủ tướng. Những người ủng hộ Pita, nhiều người trong số họ là cử tri trẻ tuổi, đã phản đối việc quân đội Bảo Hoàng tham gia vào chính trị, kêu gọi biểu tình vào ngày 12 tháng 7, làm dấy lên khả năng xảy ra một đợt hỗn loạn trong hai thập niên chính trị đầy bất ổn của Thái Lan. Tòa Bảo Hiến cho biết họ chấp nhận đơn kiện của luật sư chống lại ông Pita và đảng Move Forward, tức là đảng Tiến Lên, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Đơn kiện cho biết kế hoạch cải cách luật cấm xúc phạm hoàng gia của họ là nỗ lực lật đổ chế độ dân chủ của chính phủ với nhà vua là nguyên thủ quốc gia. Vụ này diễn ra vài giờ sau khi Ủy ban bầu cử đề nghị tòa Bảo Hiến trút quyền làm nhà lập pháp của ông Pita. Ủy ban này còn nói họ thấy một đơn khiếu nại có cơ sở khi cáo buộc ông Pita không đủ tiêu chuẩn để tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử ngày 14 tháng 5 vì ông có cổ phần trong một công ty truyền thông và điều đó là vi phạm vào quy chế bầu cử. Tiếp theo chương trình xin được tạm dừng trong giây lát để gửi đến quý vị phần bảo trợ thương mại. Sau đó, xứ ngôn viên Tuyết Nha và Linh Trịnh sẽ quay trở lại với nhiều bản tin vừa được cập nhật. Kính mong quý vị khán giả vẫn tiếp tục giữ các băng tần của đài truyền hình IBC TV và tiếp tục theo dõi.